Nam mô Cao Đài Tiên Ông, Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh. Chúng ta sống trên cõi đời này, nếu nói về hình thể xác thân, cần ăn ngon, mặc đẹp, nhà ở kiên cố, trang thiết bị cao sang, đủ tiện nghi sinh hoạt, thì ta quá nặng về vật chất. Ngược lại, có nhiều người nghèo khổ, ăn ở đơn sơ, nhưng bình thản an vui, gia đình thương yêu, trong tình tương thân tương ái, chăm lo phần tu hành, đạo đức, để có bước tiến bộ về tâm linh, thì được cho là nặng về tinh thần. Như vậy, sự sống con người nên nặng về vật chất hay nặng về tinh thần? Cái nào đúng hơn, tốt hơn, hoặc nên dung hòa giữa tinh thần và vật chất có phải chăng? Hãy nghe Đức Hộ Pháp thuyết giải vấn đề này để chúng ta lãnh ngộ và học tập. Đức Hộ Pháp: Bần đạo cũng muốn giảng về điều siêu việt, về tinh thần đạo đức, hầu tóm cả chân lý của các tư tưởng đối cùng Đức Chí Tôn. Nhưng e cho sự cao siêu mầu nhiệm ấy, nó sẽ quá sức cho sự đoán xét của thính giả mà biến thành tuồng mộng ảo. Nên quyết lấy cái thuyết thực hiển nhiên của đạo để đối cùng với đời đường giữa cơn tinh thần phát triển, sưu tầm một mối tư tưởng phù hợp với trình độ trí thức nhân sinh. Đương nhiên, hầu giúp hay cho các bậc cố tâm tầm đạo. Những cơ quan và những hành vi hiện tượng của tôn giáo đương nhiên ngày nay biến thành cổ vật, nên đã mất cái hay để giúp đời tự tri giác. Tâm hồn thiếu ơn an ủi, tư tưởng mất phép chuẩn thẳng, trí thức không phù hợp hành động, biểu sao đời không trở nên một trường náo nhiệt, rắc rối, khó khăn, rồi dục cho cả nhân sanh rong ruổi trên con đường duy vật mà quên hẳn cái quyền vi chủ của trí thức tinh thần. Ôi thử nghĩ cái ngày nào trí thức tinh thần đã tiêu tụy, thì cái lương tri, lương năng cũng do đấy mà tiêu tan, thì con người đứng giữa cõi trần hoàng này phải trở nên bào nã. Chúng ta duy buộc phải trả lời rằng luật thiên nhiên tự bảo nó sẽ buộc mỗi cá nhân chuyên chú về sự sống. Hại thay, cái sống ấy nơi phép duy vật mà lưu tồn, thì con người chỉ sống hèn như con vật mà thôi. Bần đạo chẳng cần luận thuyết chi sự phân biệt xa cách như trời với vực của vật chất tinh thần, thì chư thính giả cũng dư hiểu, hệ vật chất hữu bổn nguyên, hữu định thể, còn tinh thần thì tự chủ, tự do. Ấy vậy, vật chất có giới hạn, chứ tinh thần không giới hạn. Chúng ta lại thầm hiểu rằng, mỗi điều chi hữu bổn, hữu nguyên, hữu định thể, thì cái sự lớn nhỏ của nó, dầu hình, dầu bóng, tùy theo mặt luật pháp định hành tàn. Hễ có bổn nguyên, ắt có xứ sở cội nguồn, có định, ắt có khuôn viên, sắc tướng. Nói tóm tắt, hễ vật thì có chủ. Ấy vậy, do quyền có chủ ấy, nó dục thành một trường tranh đấu, đua chen, mà làm cho mặt thế đã biến thành nơi chiến trường, náo nhiệt. Sống của con vật là phải ăn mà sống, phải mặc mà sống, phải ở mà sống. Sống một khuôn luật sắt đá, cỏ cây, côn trùng, điểu thú. Nhân loại đã nghịch lẫn nhau bởi chạy theo cái sống của con đường duy vật. Trái lại, cái sống của tinh thần là sống tự chủ, tự quyền, thì cái sống ấy không nguồn cội, không luật, không hình, không bờ, không cõi, sống
theo gió, theo mưa, theo trời, theo đất, sống với càn khôn vũ trụ, sống với nhật nguyệt tinh quang, theo một khuôn luật với cây sống vô ảnh, vô hình của các tư tưởng bậc thánh hiền từ thượng cổ. Cây sống của con vật thì chỉ có hai bữa ăn mà sống, còn cái sống của tinh thần vốn vô độ lượng. Cái sống của vật chất ở tại bụng, cái sống của tinh thần ở trí óc. Bụng với óc vẫn khác nhau, thì hai cái sống ấy cũng khác nhau đặc biệt. Cái vấn đề tương tranh của hai cái sống ấy, dầu cho trình độ trí thức nhân sanh đặng cao siêu, tăng tiến dường nào, cũng chưa xử trí và giải quyết thế nào cho đích xác. Dường như chúng ta biết hẳn rằng, hễ bụng no thì óc lỏng, óc cứng thì bụng mềm. Cuộc tương tranh này chưa có một ông tòa nào nghị án nổi. Ấy vậy, cái thuyết duy vật với tinh thần tự chủ, đến chừ chưa có một tôn giáo nào cầm đủ quyền hành, dung hợp. Các tôn giáo thiên về mặt vô vi, phế vọng hình thể, tất nhiên là đảng phái của tinh thần. Lại có nhiều tôn giáo bị xu hướng hữu hình, còn vô vi thì vong phế, thì là tất nhiên là môn đệ của thuyết duy vật đã đành. Hai đảng phái ấy đương đấu tranh, đặng bịa vào miệng thế tình những lẽ tà nội chánh, cũng vì do nơi vật chất với tinh thần gây ra lắm điều quyền biến. Một đàn là tôn chỉ luật điều tùng khuôn viên duy vật, một đàn thì cầm huyền diệu nhiệm màu do tinh thần duy chủ. Những nhân sinh tùng giai hai lý thuyết ấy vốn phản khắc xa nhau, dường như sao khuê sao dực. Hỏi có nảy sanh một giáo chủ nào có đủ đức tánh, đủ quyền năng, đủ phép màu, đủ trí huệ, làm cho hai đảng phái ấy dung hòa mới mong đại đồng thế giới hay chăng? Nếu chúng ta để cho tịnh tâm, tịnh trí đặng cầm chân lý của hai lẽ ấy cho hẳn hồi, thì chúng ta dám cả tiếng phê rằng sự xung đột của hai tư tưởng ấy thật ra chưa đích đáng, chẳng qua là một trường tranh luận tình cờ của các tiên nhân lưu hậu. Dưới ngọn đuốc văn minh chiếu diệu, soi huệ trí sáng ngời giữa thế kỷ thứ 20 này, chúng ta thấy sự quả quyết, sự tương hiệp thần thiết của cơ quan hình thể với tinh thần, thì chúng ta lấy làm ngạc nhiên cho sự quái dị, cái nỗi phân chia của thuyết tinh thần đối cùng hình thể. Chúng ta lại còn để tâm nghiên cứu nguyên do của hình vật tương phản bởi đâu mà sản xuất, thì chúng ta lại thấy đặng bởi tư tưởng của Nho giáo và Lão giáo nảy sanh, chẳng phải do nơi miệng của Đức Khổng Tử hay Đức Lão Tử mà ra, mà lại do bởi thuyết của môn đồ của hai nhà luận bác đó. Chưa có một quyền năng nào mà chia rẽ trí huệ riêng ra hình vóc của con người, thì chưa có một quyền năng nào cả gan dám phân chia hình vật. Bởi vậy tinh thần và hình thể vốn là hai bộ phận cần yếu trọng hệ của kiếp con người. Nếu chiếu theo phép thiên nhiên thì đôi bên đồng một bổn, hệ có xác không trí thì điên, có trí không xác thì dị. Đời là hình duy vật, đạo là bóng của trí thức tinh thần. Vậy thì phép đời đạo vốn đồng, cơ tạo thế phải có công đời cùng nghiệp đạo. Đạo Cao Đài là một tôn giáo do lương tâm vi bổn, lấy cả triết lý của toàn cầu làm căn bản, hầu làm trung gian cho các tư tưởng hiệp đồng đặng diều dắt nhân sanh hồi thiện. Ngoài ra pháp luật định quyền của thiên lương thì để cho mỗi cá nhân đặng tự do tư tưởng, chẳng cần chi luận giải. Chư thính giả cũng đủ biết rằng cái tư tưởng vốn vô cùng chiều theo thời thế của đời, đặng nâng đỡ cái trí thức của nhân sanh tạo thời cải thế. Nên hiểu rằng nghĩa lý của đạo là đường duy nhất của tâm lý nhân sanh, ắt phải nhìn nhận rằng phải để cho tinh thần đặng tự do tín ngưỡng, mà làm thế nào cho đạo thuận cùng đời
đời không nghịch đạo. Mọi giới là lý thuyết cao siêu, làm cho thái bình tâm lý. Thái bình tâm lý mới thái bình thiên hạ đặng. Thái bình thiên hạ đặng mới đại đồng thế giới đặng. Giữa buổi toàn cầu đang chen lấn trong bước tiến bộ văn minh, loạn hàng thất thứ tùy theo tài lực của mỗi nước trong vạn quốc có văn hóa, có giả mang, có tài hay, có tục dở, phẩm giá vốn không đồng. Nếu lấy giá trị hữu hình của nước đặng định phân, thì ắt khó mà làm cho cả nhân sanh hiệp chủng. Tài lợi không đồng, phương diện không đồng, xã tắc không đồng, tất nhiên buộc chánh trị cũng không đồng. Cái chánh sách hiệp quốc, hiệp quần chưa đủ kế hay và vĩnh thủ. Xin nói rằng, nếu đem giá trị hữu hình của vạn quốc toàn cầu đặng định nặng nhẹ, thấp cao, thì dục thêm hại so hơn tính thiệt. Tưởng khi giàu cho nhà chính trị đại tài, bồn xù trên đường vật chất, nung nổi cho thiên hạ hòa bình, thì chẳng khác đem cung trăng thay mặt đất, chẳng qua lấy phương lừa dối lẫn nhau, mượn trước khéo đặng tranh quyền, giữ thế. Ngày nào cả nhân sanh biết rằng, cả con người chẳng phải sanh ra, để vụ tất lấy cái sống theo con vật gọi là hạnh phúc khéo khôn. Trái lại, coi mạng sanh là bảo trọng, biết kính nể nhau, biết thương yêu nhau, biết bên vực nhau, biết nuôi nhau, lại lấy phận sự cao thượng ấy đặng làm cái đạo của người, thì ngày ấy là ngày nhân sanh đều hạnh phúc. Tưởng lại tương lai của đạo Cao Đài, do nơi cái sở hành và cái tư tưởng cao thượng của nó, ngày nay nó có thể hứa với nhân sanh rằng chúng ta sẽ được hưởng điều hạnh phúc ấy. Kênh Cao Đài Tây Ninh, Nguyễn Văn Úc xin kính chúc toàn thể quý vị cùng chư quý hiền và gia đình có được thân tâm an lạc, trí huệ mẫn khai, luôn tinh tấn trên con đường lập công, lập ngôn và lập đức. Xin cảm ơn quý vị cùng chư quý hiền đã hoan hỷ lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.